đánh bại Than khoáng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh y vào chung kết. Chiều ngày 18 tháng 7, chiến thắng tối thiểu trước Than khoáng sản Việt Nam giúp Thành phố Hồ Chí Minh y giành tấm vé đầu tiên đến với trận chung kết giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2022. Như thường lệ, các trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh y và Than khoáng sản TKS Việt Nam luôn diễn ra ở tốc độ cao bởi hai đội bóng sẵn sàng chơi đôi công trước đối thủ của mình. Tuy nhiên, bàn thắng bất ngờ đến với Thành phố Hồ Chí Minh y từ một tình huống bóng cố định. Phút thứ 5, sau pha đá phạt góc của Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Nguyễn Bảo Châu bật cao đánh đầu nguy hiểm. Thủ thành Khổng Thị Hằng xử lý không tốt và để bóng đi qua vạch vôi. Khi thế bế tắc được khai thông, trận đấu càng trở nên hấp dẫn khi TKS Việt Nam dùng đội hình lên cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút thứ 9, Thúy Hằng dứt điểm cận thành nhưng không đánh bại được thủ môn Kim Thanh. Vấn đề đối với thầy trò huấn luyện viên Đoàn Minh Hải đôi khi là tính chính xác trong những pha bóng cuối cùng. Nguyễn Thị Vạn, Trúc Hương hay Thúy Hằng đều có những cơ hội riêng nhưng không tận dụng được. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Thành phố Hồ Chí Minh y và TKS Việt Nam đều cố gắng chơi bóng ngắn và kiểm soát thế trận. Sự linh hoạt của Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Vạn giúp đội bóng vùng mỏ có nhiều pha triển khai bóng ấn tượng. Ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh y tỏ ra nguy hiểm với khả năng độc lập tác chiến xuất sắc của đội trưởng Huỳnh Như. 45 phút là không đủ cho TKS Việt Nam tìm kiếm ít nhất một bàn thắng, giành chiến thắng sát nút trước TKS Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh y là đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2022.